Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Dàn sau việc đình đám đổ bộ thảm đỏ chúc mừng Trương Quỳnh Anh. Đây là lần đầu tiên cô tổ chức một sự kiện chỉnh chu, hoành tráng nên mọi người đã dành thời gian đến chúc mừng. Trương Quỳnh Anh là cái tên không còn xa lạ với khán giả trong nhiều năm qua. Cô có thể ca hát, đóng phim truyền hình, là một gương mặt quen thuộc ở các game show. Những năm gần đây, người đẹp lại còn gây chú ý bởi chuyện hôn nhân, con cái. Sau tất cả những điều không hay, cô tiết lộ mình muốn đi tìm lại bản thân và hoạt động nghệ thuật năng nổ hơn nữa. Tối qua 2 tháng 10, nữ ca sĩ đã chính thức gửi đến khán giả MV mang tên Em muốn cùng anh về nhà. Theo đó, không chỉ có các fan, gia đình mà còn có đông đảo đồng nghiệp đã đến sự kiện khá sớm để chúc mừng cô. Tham gia nghệ thuật đã hơn chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên Trương Quỳnh Anh tổ chức họp báo. Điều này khiến bà mẹ một con rất lo lắng và áp lực. Biết được mong muốn trở lại âm nhạc mạnh mẽ từ cô, nhiều nghệ sĩ đã đến nơi động viên như Trường Giang, Tiến Luật, Băng Di, Tuyền Mập, Xuân Lan, Nam Cường, Ngân Khánh, Trương Thanh Long. Ngoài ra, bé Sushi còn diện vét bảnh bao mang hoa đến tặng mẹ. Trường Giang diện đúng red coat trắng và đến địa điểm từ rất sớm. Phải thân thiết lắm mới thấy danh hài xuất hiện như vậy. Xuân Lan và Trương Quỳnh Anh có mối quan hệ thân thiết bao năm qua. Dịp về Việt Nam lần này, Ngân Khánh cũng thường xuyên xuất hiện ở thảm đỏ. Băng Di dù gặp vấn đề sức khỏe nhưng vẫn đến với đồng nghiệp. Diễn viên Tuyền Mập đưa con gái cùng đi sự kiện. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô xuất hiện chốn đông người sau ồn ào đồ bộ. Tiến Luật cũng một mình đến chúc mừng cô em. Huỳnh Lập diện trang phục trẻ trung. Trương Thanh Long điển trai ở thảm đỏ. Nữ ca sĩ chia sẻ khá nhiều về MV lần này trước truyền thông. Cô cho biết mình thực hiện từ tháng 6 nhưng đến tháng 10 mới có ra mắt vì hai đợt dịch bệnh xuất hiện. Đây là sản phẩm mang cả tâm huyết và tình cảm khi Trương Quỳnh Anh bỏ tiền túi 100%. Cô xin tài trợ khá nhiều nhưng không thành công và vì quá đam mê nên vẫn thực hiện MV. Ban đầu tôi ngỏ lời với ekip chỉ làm khoảng 100 triệu. Sau khi xem bản thiết kế xong thì báo giá lên 200 triệu. Tôi vẫn đồng ý vì quá thích thú. Nhưng đến khi bắt tay làm, trong quá trình phát sinh và đến cuối cùng nó lên khoảng hơn 300 triệu. MV với mọi người là tiền tỷ. Tôi chỉ là hạt cát thôi nhưng đó là tất cả tâm huyết. Đi quay phim, quay quảng cáo có bao nhiêu tôi đổ dồn vào MV hết. Thật sự làm sản phẩm không có gì khó khăn ngoại trừ việc tôi không có nhiều tiền. Chỉ mong khán giả đón nhận nó bằng tình yêu thương. Nữ ca sĩ bộc bạch, người đẹp đã bước qua nhiều giai đoạn thăng trầm, từng muốn từ bỏ mọi thứ, nhưng may mắn đến nay vẫn giữ được đam mê với âm nhạc. Nhan sắc nữ ca sĩ ngày càng thăng hạng hơn sau tan vỡ. Trương Quỳnh Anh cho biết, thời điểm này mình như muốn đối diện với mọi thứ, cố gắng làm việc hơn nữa để bù lại khoảng thời gian đen tối. Cô yêu màu hồng hơn, vui vẻ, lạc quan và đó chính là con người thật, không phải gồng mình trong suốt nhiều năm qua. Nữ ca sĩ hứa hẹn sẽ ra mắt thêm MV trong cuối năm 2020 này.